Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Giáp Tý 1984 nữ mạng. Có thể nói rằng bản mệnh là người phụ nữ vẹn toàn cả sự nghiệp lẫn hôn nhân, cuộc sống an nhàn, hưởng phúc về già. Tuy nhiên trên hành trình cuộc đời không ai là suôn sẻ hoàn toàn. Bản mệnh vẫn cần phải lưu tâm ở một số thời điểm và khía cạnh nhất định để có được cuộc sống hạnh phúc bình an ở sau này. Cụ thể như thế nào thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi những phân tích tử vi sau đây để có cái nhìn chi tiết hơn. Gia chủ Giáp Tý sinh năm 1984 nữ mạng, có cung mệnh thuộc cung Trấn, mạng Hải Trung Kim, vàng dưới biển, xương con chuột, tướng tinh con chó sói, bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Có thể khái quát tử vi chọn đời nữ mạng Giáp Tý thông qua bài thơ sau. Giáp Tý số mạng như vậy, rời đổ nhà cửa sau này mới yên. Anh em giàu có chẳng mong, tự tay lập nghiệp chẳng trông kệ nhờ. Lương duyên chắc trở buổi đầu, phải quen nhau trước mới hầu lập ra. Tổng quan, nữ tuổi Giáp Tý là người có tài, có năng lực. Trong suốt cuộc đời, họ gặt hái được rất nhiều những thành công, may mắn và tài lộc. Cuộc sống và con đường sự nghiệp của nữ tuổi Giáp Tý trải qua nhiều thăng trầm và vất vả, nhưng thành công luôn chờ đợi họ ở cuối con đường. Trong tình cảm, đây là những người phụ nữ rất may mắn, hôn nhân vừa hạnh phúc lại vừa có lộc tiền tài. Tổng kết, nữ Giáp Tý cả cuộc đời gặp nhiều vận may, sự nghiệp tuy vất vả nhưng lại thành công lớn. Về mặt tình cảm thì rất thuận lợi. Sau kết hôn, có vận tài lộc, về già được hưởng phúc con cháu. Những người này có tuổi thọ trung bình từ 75 đến 85 tuổi. Nếu làm nhiều việc thiện, ăn ở tích phúc, tích đức thì có thể được gia tăng thêm tuổi. Tình duyên, sinh tháng riêng âm lịch, nữ tuổi Giáp Tý trong tình cảm không được may mắn bằng những người cùng giáp nhưng khác tháng. Trong cuộc sống đôi lúc vướng phải những khó khăn, khó giải quyết. Tuy nhiên nếu hai vợ chồng cố gắng chăm chỉ làm việc thì cuộc sống sẽ dần được cải thiện. Sinh vào một trong các tháng 2, 5, 9, 10 và 11 âm lịch, nữ tuổi Giáp Tý trong tình cảm hôn nhân gia đình đôi lúc gặp phải chuyện buồn phiền. Cuộc sống vật chất tuy đủ đầy nhưng tình cảm lại không thuận. Hai người vì công việc của bản thân nên ít có thời gian dành cho nhau. Nếu muốn cuộc sống hôn nhân, gia đình hạnh phúc theo nghĩa trọn vẹn thì nữ tuổi Giáp Tý nên dành nhiều thời gian hơn nữa cho gia đình và con cái. Sinh vào một trong các tháng 3, 4, 7, 8 và 12 âm lịch thì đây là những người rất hạnh phúc sau kết hôn. Họ không phải lo lắng nhiều về các vấn đề trong cuộc sống. Hai vợ chồng thương yêu đoàn kết cùng nhau xây dựng và phát triển sự nghiệp, gia đình công danh. Nữ tuổi Giáp Tý có cuộc sống gia đình đa phần đều suôn sẻ và hạnh phúc. Sau khi có con cái, cuộc sống sẽ ngày càng có nhiều niềm vui, vận may sẽ tới nhiều, về già cuộc sống an nhàn, được hưởng phúc từ con cháu. Nữ Giáp Tý sự nghiệp phát triển và tương đối thuận lợi. Trong công việc, do họ có năng lực và quyết đoán nên thường giữ chức vụ khá cao, được mọi người tín nhiệm, họ thành công khá sớm, bước sang tuổi 30 thì đã có một chỗ đứng khá vững chắc. Tuổi hợp làm ăn, Giáp Tý khi có ý định tìm đối tác làm ăn thì nên lưu ý và ưu tiên hơn với những con giáp sau đây, đó là Giáp Tý, Bính Dần, Kỷ Tỵ, Canh Ngọ. Tuổi của Giáp Tý rất hợp với những tuổi này, do vậy mà nếu hợp tác làm ăn sẽ đem lại nhiều thuận lợi, may mắn và thành công cho những dự định của họ. Tuy nhiên trong cuộc sống không phải luôn gặp được những người cùng năng lượng và đem lại cho mình những điều tốt đẹp. Đôi khi chúng ta sẽ gặp phải những nhân khí xấu, những kẻ tiểu nhân hãm hại, những điều thị phi, tai ách do số mệnh tác động. Do đó, để tăng cường vận khí cát lành, chiêu đón nhân khí tốt đến với mình, hóa giải những vận xấu bao quanh, quý vị gia chủ nên thỉnh đeo vòng tam hợp phù trợ cho tuổi của mình. Ở đây tuổi Tý nên sử dụng vòng tam hợp Thân, Tý, Thìn. Vòng được làm từ một trong loại gỗ quý hiếm nhất trong phong thủy để kỵ tà, đó chính là gỗ huyết long. Kết hợp với ba viên mã não, ba viên đá mã não đỏ có các hình linh vật tam hợp Thân, Tý, Thìn. Sử dụng vòng tam hợp để chiêu mời quý nhân dựa vào lực tam hợp của quý thần mang lại may mắn, tài lộc, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại sau lưng. Khi không còn điều xấu thì việc tốt đến với mình mà từ đó tài lộc và hạnh phúc sẽ đến với mình. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, vòng tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận.
Vậy nên có thể nói đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Lựa chọn vợ chồng, nếu kết hôn với một trong số các tuổi Giáp Tý, Bính Dần, Kỷ Tỵ, Canh Ngọ, Nhâm Thân, Quý Hợi, thì nữ tuổi Giáp Tý sẽ có một cuộc sống tươi đẹp với nhiều may mắn cả về tiền tài lẫn tình cảm. Sau khi kết hôn, họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, giàu sang, công việc lẫn sự nghiệp phát triển nhanh chóng do có người giúp đỡ, cuộc sống gia đình êm ấm. Sau khi có con thì có càng nhiều niềm vui, về già Giáp Tý được hưởng phúc từ con cái. Kết hôn với một trong số các tuổi Mậu Thìn, Nhâm Tuất, Bính Thìn thì cuộc sống hôn nhân của Giáp Tý tuy không có nhiều may mắn về tài lộc nhưng lại rất thuận về tình cảm. Cuộc sống vật chất chỉ ở mức bình thường nhưng hai vợ chồng lại rất yêu thương. Nếu muốn có một cuộc sống khấm khá hơn thì hai người phải cố gắng nhiều hơn nữa, chăm chỉ và chịu khó thì sẽ đạt được điều mình mong muốn. Kết hôn với một trong số các tuổi Tân Mùi, Đinh Sửu thì cuộc sống của nữ Giáp Tý sẽ gặp phải nhiều khó khăn về vật chất và cả tình cảm. Do vận số không hợp nên sau hôn nhân có nhiều vấn đề nảy sinh, đặc biệt là về mặt tài chính. Nếu muốn có cuộc sống hạnh phúc thì trước tiên Giáp Tý phải biết nhường nhịn, cảm thông và chia sẻ trong những vấn đề khó khăn trong cuộc sống với chồng của mình để hai người cùng nhau vượt qua khó khăn hiện tại. Vào những năm 17, 16, 22, 23, 28 và 29 tuổi, nữ Giáp Tý không nên tổ chức hôn lễ do không hợp tuổi với Giáp Tý nên nếu tổ chức lễ cưới sẽ dẫn tới nhiều điều không thuận lợi. Tuổi Đại Kỵ. Biết được những tuổi nào không thích hợp hay kỵ với vận mệnh bản thân sẽ giúp người đó tránh được nhiều rủi ro trúc trắc trong cuộc sống. Những tuổi Đại Kỵ với nữ Giáp Tý là Đinh Mão, Quý Dậu, Kỷ Mão và Tân Dậu. Nếu Giáp Tý có bất kỳ những ý tưởng lớn như làm ăn, kinh doanh hay đầu tư phát triển, kết hôn thì không nên chọn một trong số các tuổi trên. Do xung khắc về tuổi nên nếu như hợp tác hay kết hôn thì họ sẽ gặp phải những khó khăn cả về tiền bạc lẫn tình cảm. Năm khó khăn nhất trong những năm 19, 24, 31, 38 tuổi, nữ Giáp Tý cần phải thận trọng hơn trong cuộc sống. Đây là những năm khó khăn nhất trong cuộc đời của họ. Do vậy mà trong khi quyết định một vấn đề nào đó thì Giáp Tý cần phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Mang theo Bát Bảo Tâm Kinh, vật phẩm được coi là pháp khí hàng đầu của nhà Phật, sẽ giúp bản mệnh suy nghĩ hanh thông, sáng suốt, từ đó có được những quyết định mang lại thành quả cao cho mình. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào, cụ thể như sau. Mặt trước là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật với ý nghĩa lớn, bánh xe pháp luân tượng trưng cho sự luân hồi, luân chuyển không ngừng nghỉ. Bảo bình, sự thâu thu, ngụ ý thành công viên mãn cho gia chủ sử dụng. Thắng phan, vật dụng xa xưa của tầng lớp quan vua tượng trưng cho quyền lực và sự nghiệp. Bảo cái, đây là biểu tượng cho quý nhân, sự phú quý. Vô tận kết bồ là sợi dây với những kết nối chặt chẽ giúp các mối quan hệ thêm bền chặt, vững chãi. Bạch liên hoa tượng trưng cho bản tính thanh tịnh giúp người sử dụng gia trì công đức. Song ngư, biểu tượng cho sự hòa hợp, tượng trưng cho sự hòa hợp của thiên, địa và nhân. Vòng trong cùng khắc bộ lục tự Đại Minh Chú, Om Mani Padme Hum là câu nguyện có thể tịnh hóa 6 kiếp luân hồi để mang lại bình an, may mắn, cát lành cho người sử dụng. Mặt sau được thiết kế in toàn bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa lớn, nói về trí tuệ, kèm theo những chạm khắc tinh tế của hình ảnh đài sen là nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, chiêu cầu phúc khí. Trên cùng của pháp khí là một bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sự sinh, sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ, thuần khiết và trong sáng. Sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh để tiêu trừ bệnh tật, kỵ tà hóa sát, chu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh, mang lại sức khỏe dồi dào cho gia chủ. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên quý vị gia chủ có thể hữu duyên thỉnh để cảm nhận sự linh ứng và hiệu nghiệm. Tuy nhiên bản mệnh vẫn nên nhớ rằng, hóa giải quan trọng nhất là ăn ở hiền lành, sống lương thiện, làm nhiều việc tốt, mọi chuyện xấu sẽ tự lánh xa.
ngày giờ xuất hành tốt nhất, chọn được ngày giờ xuất hành phù hợp sẽ giúp ích rất nhiều cho những dự định của Giáp Tý. Nữ Giáp Tý nên xuất hành vào ngày lẻ, giờ lẻ, tháng lẻ thì sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi và thành công. Diễn biến từng năm, từ năm 18 tuổi đến năm 22 tuổi. Những năm này có nhiều sự thay đổi trong vấn đề tình cảm. Năm 18 tuổi, vận đào hoa tới, nhiều người theo đuổi nhưng không tìm được ai như ý. Năm tiếp có gặp được may mắn trong vấn đề thi cử. Trong các năm tiếp theo không có gì nổi bật, tình cảm sự nghiệp vẫn dậm chân tại chỗ. Từ năm 23 đến năm 28 tuổi, khoảng thời gian này, tình cảm đặc biệt phát triển là thời điểm thích hợp để lập gia đình. Trong năm công việc lẫn sự nghiệp có những sự thay đổi theo hướng tích cực. Từ năm 29 tuổi đến năm 32 tuổi, trong năm có năm gặp vận xấu, do vậy mà Giáp Tý cần phải thận trọng hơn trong mọi việc, đề phòng có người hãm hại. Trong khoảng thời gian này nên sinh thêm con để cải thiện vận may. Từ năm 33 tuổi đến năm 38 tuổi, trong thời gian này nên dành nhiều tình cảm hơn cho gia đình, người thân. Trong năm, công danh sự nghiệp rất tốt, do vậy nên nếu muốn mở kinh doanh thì sẽ thuận lợi hơn. Từ năm 39 tuổi đến năm 42 tuổi, trong năm có nhiều điều thị phi, gây rắc rối cho gia đình, làm ảnh hưởng tới tình cảm của các thành viên. Trong các mối quan hệ, xã hội, Giáp Tý nên cẩn thận hơn trong các mối quan hệ. Trong hai năm 41 và 42 tuổi, không nên làm ăn lớn. Từ năm 43 tuổi đến năm 50 tuổi, năm 43 tuổi có nhiều vấn đề nảy sinh, không nên rời nhà đi xa, làm ăn không may mắn, do vậy không nên đầu tư lớn. Năm 44 tuổi, vận may quay trở lại, công việc thuận lợi và phát triển, có vận may tài chính. Các năm sau nên cẩn thận với vấn đề tiền bạc và tình cảm. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, những năm này có nhiều chuyện may mắn, gia đình thuận hòa, con cháu có người làm gia đình hãnh diện. Tuy nhiên cần chú ý hơn tới sức khỏe bản thân, đề phòng một số bệnh nhỏ và dấu hiệu tuổi già. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, trong năm có nhiều tốt đẹp, có vận tiền tài, tình cảm gia đình thuận hòa, các thành viên gắn bó đoàn kết, cuộc sống an nhàn. Thưa quý vị, người ta nói phụ nữ chính là phong thủy của gia đình. Hy vọng những chia sẻ về tử vi chọn đời về Giáp Tý sinh năm 1984 nữ mạng trên đây sẽ là nguồn tư liệu hữu ích giúp cho tất cả quý vị chúng ta tìm hiểu về vận trình của mình, từ đó mong cầu và biết cách đem lại bình an, may mắn cho bản thân và gia đình. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, may mắn và bình an.